trại có rất nhiều fan yêu cầu team mình làm cắm trại theo kiểu 5 sao và 0 sao. Hôm nay thì team mình tiếp tục làm cuộc cắm trại này, và điều đặc biệt là mình sẽ làm trong cái mảnh đất rất là hoang sơ. Và mấy đứa chia ra làm 3 đội giống như cũ đi. Dạ, con muốn solo, con không muốn có bồ. Con với Linh. Rồi kỳ này con bắt đầu. Con muốn solo. Solo mình giá vô 5 sao ăn một mình cho đảo luôn nha các bạn. 5 sao, 0 sao, 3 sao đừng nhiêu tiền mà. Không sao, đợt này cô cho 50 ngàn thôi. Bởi vì 100 ngàn là tụi con cỡ 1 sao rồi phải không? 3 sao là 300 ngàn, gần 5 sao là 600 ngàn. Hy vọng mình vô 5 sao nha các bạn. Chứ lần trước là mình mua tôm hùm, bây giờ ở hàng vô 5 sao là mình mua cua biển nha. Thằng này nó ham lam quá quậy, giá chứ vô không sao chứ nó nói tụt cái bụng nó luôn. Hên xui mà bạn, được ăn cả ngã gì không. Thôi tụi con đừng có cãi nhau nữa, biết ai vô 5 sao không sao đâu mà đứng đó tranh cãi hoài. Bây giờ cô có 3 cái phiếu nè, cô liện lên rồi mỗi đội sẽ chia ra lụm cho nó công bằng nha. Dạ, dạ. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống. Đúng bà là xì không. Bởi người ta nói đúng mà, ham thì ham bỏ vậy. Đáng nữa mình đó tụt quần luôn các bạn ơi. Lần này mình vô 3 sao cũng đỡ rồi Trang ơi, đỡ vô không sao ha. Dạ. Thôi bây giờ mình đi mua đồ đây mấy đứa đi. Dạ. 2 hours later. Hello các bạn. Hello các bạn. Thì các bạn có thấy vòng vòng này rất là quan sơ đúng không các bạn? Thì hồi nãy mình có vô siêu thị mình mua tương ứng với lại 5 sao, 0 sao và 3 sao. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị dựng trại để mà tiếp tục cuộc thử thách cho các bạn xem nha. Rồi cái rồi mình sẽ review đội nha anh em. Không sao của mình thì có 50 ngàn nên mình mua có nhiêu đây nha các bạn. Còn mình thì không có lều nên mình sẽ đốn cái bộ chú này để mình làm lều nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ chặt mấy cái này để cho nó bằng bằng nhau để mình mới lót được nha các bạn. Nếu không là nó nhô nhô lên là ngọn cái đau đít lắm. Hôm nay thì team mình thử thách cắm trại đây là rất là quan sơ luôn các bạn. Người thì ít nhưng mà trời thì không có bóng cây, rất là nắng luôn. Nhưng mà mình sẽ tận dụng những bột chuối đó để che mát cho team mình nha. Nãy giờ mình quan sát ở đây thì quá trời cây đau luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cây đau này mình để xây lều nha các bạn. Thiếu thốn quá mình phải cần 3 mấy cây này mới được. Mình đã mang theo một bó lau về rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm lều thôi. Trời, giờ này mà mới đợi không sao giờ làm lều nữa chứ. Để vô thử thách rồi mình phải chấp nhận chơi cuộc chơi thôi bạn ơi. Mình cắt lá chuối khô để mình lót mình ngồi luôn nha các bạn. Mình không sao, chỉ có 50k thôi nha các bạn. Mình không mua mấy đồ lặt vặt, mình chỉ mua đồ ăn chính thôi. Hai lưu mì, hai cái xúc xích, chai nước bự, chai nước nhỏ. Hóa đơn của mình là 49.400 đồng. Lương thực của mình thì rất là ít, có thể là chiều mình bắt ốc nha các bạn. Tại vì mình thấy mấy con bẹp bẹp nó ăn ốc lên luôn nè. Bây giờ mình sẽ qua đội 3 sao với 5 sao coi có lương thực gì không nha các bạn. Chứ mình thấy đội mình rất là bèo rồi đó. Rồi đây, 3 sao của cô có chuẩn bị đây. Đây là bánh khoai tây chiên, xúc xích không thể nào mà thiếu xúc xích được, nước xì tin, wow, một con gà quay, bánh sandwich, wow, hai ly mì để tối nay ăn cho nó yên bụng, sữa cam, và không thể thiếu đó là nước để uống. Đặc biệt là cô có mua thêm một bịch hải sản đó là ngao hai còi, wow. Cô đầu tư gì ta? Cô 300 ngàn lần mua, tổng trị giá của cô là 300 ngàn đúng không? Nhưng mà cô mua là 225, cái bịch này cô mua 75 ngàn nữa là đúng 300 ngàn. Wow, cô tính tỷ lượng hả? Thôi bây giờ mình qua đợi 5 sao coi bên bển có gì rồi. Rồi con đi mẹ nhà sẵn đồ ăn ra sẵn nha. Dạ. Trời, qua đây coi 5 sao hả? Thì Béo ơi. Trời, ít lắm, mình ra ngoài hay tiệm mấy sản mình mua nè. Hỏi mà lắm. Đây, một bịch khô mực 150. Thôi. Hai con cua biển là hai con này là 330. Tổng cộng hai cái này là 480. 480 hả? Còn bao nhiêu thì mình vô siêu thị mình mua bánh nè. Hai bịch chuối nè. Hai hộp mì umachi. Ừ. Cua. Đây là một lon bia. Ủa anh Minh mua bia tính uống cái gì vậy? Trời nhỏ quá không được luôn á. Ủa đâu có đâu. Anh để anh hấp cua mà. Thôi. Kỹ lưỡng, kỹ lưỡng. Đây, với hai chai nước. Rồi xong, nãy chắc mình chạy tưng tưng, nhiều nước nó ướt cái quá đơn rồi các bạn ơi. Nè cái quá đơn giờ mình là 123.800 đồng. Mình lấy 4.000 của mình ra mình bù vô với các bạn. Sao đậu bên 5 sao toàn là mua hải sản không nha?
Đúng là năm sau đó, có khác có khác. Đi nãy giờ nó bụng quá hay là lấy xúc xích ra ăn đi. Ờ được. Em về em cũng ăn xúc xích luôn. Ôi tôi về tôi cũng ăn xúc xích luôn. No quá, bây giờ ngủ đi mẹ. Ừ, nằm nghỉ chút thôi con. Lát nữa dậy mẹ luộc con ngao hai cầu này ăn để nó lâu quá nó hư nha. Ăn xúc xích giờ no quá hay bây giờ mình ngủ hả Vinh? Chưa ăn mì nha anh. Ok giờ mình ngủ chưa chưa mình ăn mì. Ăn xúc xích xong bây giờ mình sẽ nằm ngủ tiết kiệm năng lượng nha các bạn. Ơi nằm ngay bộ chuối này mát quá các bạn ơi. Chưa Vinh ơi, dậy Vinh ơi. Chưa ăn mì hả? Chưa giờ mình ăn mì. Mẹ đi nấu nước đi em làm mì cho. Ờ em làm mì để em nấu nước cho. Giờ nhiệm vụ của mình sẽ nấu nước. Mình có cái bếp cồn nè. Mình nấu nước thôi. Wow, đội bên kia nấu nước gì kìa. Hình như nấu nước nấu mì hay vậy á. Thôi giờ mình ăn gà đi Trang ơi. Dạ. Nó bụng quá. Để mình xé cái đùi ra cho. Đó. Mà các bạn ăn đùi gà nướng với mình nha. Mời các bạn nha. Ngon. Ngon quá. Cái gì vậy? Ờ đổ qua sao ăn gành gà ăn ngon quá vậy? Ờ bởi đổ năm sau ăn mì luôn rồi kìa. Thôi bây giờ mình ăn mì luôn nha. Ủa nhưng mà mình thấy gì ấy, sai sai á. Mà mình không có đồ để dụng cụ để nấu. Hay là mình hay uống mì. Hay là mình lấy chai nước này mình hùng lên bên bãi. Có gì mình nấu chung luôn nha các bạn. Minh ơi, đợi năm sau cho tôi ké với chai nước này nha. Có gì à, có gì hai anh em mình chia ra. Ok giờ bạn chế nước chứ chồng ơi. Ok bạn, cảm ơn nha. Không có gì đâu, chờ anh em mà. Chế đại hết chai luôn đi. Trời ơi. Tao nói, thằng này nó không sao mà nó còn ngu nữa chứ. Đi mì cái chút bét nước rồi mà nó chế hết nguyên chai. Vậy mình lại nước rồi Vinh ơi. Mình không có ngu đâu bạn, mình chịu lỡ một miếng nước đúng không? Để mình lấy nước nóng để mình chế vô mì. Chứ giờ mình không có dụng cụ gì để nấu mì hết á. Thì giờ có qua có lại thôi. Hình là nãy mẹ con mình bóc vô 3 sao nha Trang. Không sao nhưng mà không có gì ăn rồi. Nè con, đùi đó nè. Gà thịt ngon quá. Quá là ngon rồi các bạn. Rồi dở mạnh. Sôi quá trời sôi luôn rồi. Nước sôi. Chế bên đội bạn chứ ơi. Rồi xong rồi, gớt bói luôn rồi. Thôi anh còn cứu được. Chuyện đâu còn có đó. Rồi, bao nhiêu mình thử. Ok, được rồi. Chế miếng nữa đi. Ôi, mình thấy còn miếng còn rồi à, mình nướng khu mực ăn đi. Đúng rồi. Bây giờ mình lấy mực ra mình nướng rồi mình bỏ vô mì ăn cho nó ngon nha anh em. Bên năm sau này chắc dưới ta có khô mực ăn luôn. Đi sao năm sau phải có khác chứ bạn. Ngột khói nó hơm hơm đó. Rồi hơm quá trời luôn. Mời các bạn ăn mì nha, mình ăn mì cho đã đó nha các bạn. Anh Minh nói xong chưa, em nó bụt lắm rồi đó. Rồi xong nè. Rồi tờ lên. Rồi anh nước con em nữa con. Anh cái rồng em cái rồng. Thôi vô ăn đi em ơi. Tôi ăn gần xong rồi mấy bạn mới ăn hả? À, nãy giờ mình còn nấu mực nữa mà. Mời các bạn ăn mì với mình nha. Công nhận á, cắm trại ở đây á, ở trưa thì nắng nhưng mà giờ thì có mây nó vui nó mát đỡ rồi các bạn ơi. A few moments later. Mình ăn mì xong bây giờ mình có sức rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bắt ốc. Hồi nãy mình thấy đằng kia có quá trời mưa luôn. Bây giờ mình sẽ đi lại đằng đi bắt ốc nha các bạn. Nãy giờ mẹ thấy hai mẹ con mình ăn nhiều chất đạm quá Trang ơi. Bây giờ đi vòng vòng nãy mẹ thấy có rau, hái rau thì chiều mình ăn nha. Dạ, sẵn tập thể dục luôn Trang ơi. Mình năm sau nên mình còn dư thức ăn nha các bạn. Mình khỏi cần đi kiếm, mình ăn xong mình ngủ tiếp. Đúng rồi. Mời các bạn ăn súp cua nha. Đơm mất ra. Súp cua siêu thị nó ngon quá à. Wow, ở đây có gà má nè mẹ. Ủa, ngay liều cũng có bụi nè, con hái đi con. Quá trời luôn. Ăn rau má được không? Dạ được. Rau má này là rau má tự nhiên, tuy nó hơi đắng nhưng mà ăn không có thuốc nó rất là ngon luôn các bạn ơi. Chỗ này quen vui quá các bạn ơi, không có một bóng cây luôn. Xung quanh của mình toàn là cây không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tìm ốc bu. Có con bu này có không? Được rồi, để mình đi tìm bên khác. Rồi bên đây không có rồi. Còn cái gì đây? Ốc gì đó. Hả? Ốc bu các bạn ơi. Vậy là bu này có ốc bu rồi. Coi coi xung quanh còn không? Con ốc này con biết ốc gì nữa đi. Hả? Ốc bu rồi. Vậy là mình trông mánh rồi các bạn ơi. Bảo đảm mương này có ốc bu rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tìm. Không có rồi. Qua bên này mới được. Bụi rằng ốc bu nó có nước con. Cái gì vậy? Ốc pháp hả? Hả? Trời ơi ốc bu mình tưởng là ốc pháp. Còn là mình thấy ốc pháp nó bự như vậy nè. Bây giờ mình mới thấy là ốc bu nó bự cứ vậy luôn á. Bởi vậy chỗ này quen dư phải rồi các bạn ơi. Toàn là ốc ngàn năm không à. Toàn là ốc ngàn năm không à.
Hồi nãy con thấy anh Mạnh đi hướng này nè mẹ. Vậy hả con? Wow, quá thai luôn Trang ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời luôn. Này nó non xèo luôn hen. Này hôm qua mưa bởi vậy nó non mướt luôn nè Trang. Dạ. Các bạn thấy không? Ốc bu mình cũng bộn luôn nha các bạn. Bảo đảm chuyện này là có ăn rồi. Trời ơi, ốc bu kìa các bạn ơi, nó đang bò kìa các bạn thấy không? Trời ốc bu nào, ốc bu nấy là bự chình ná không à. Bây giờ mình sẽ bắt mới được. Này. Vô mánh rồi, bây giờ mình sẽ bứt lá phải môn nha các bạn. Mình đựng nó lại, nhiều quá. A few moments later. Ủa, cái đầm này cũng nhiều ốc bu lắm nha các bạn. Nhưng mà trời sắp tối rồi, bây giờ mình sẽ về nhà mình nấu nướng mới được. Trời sắp tối rồi, nên mình không có đường ra luôn á. Tối quá, không ra được nha các bạn. Bây giờ mình về. Nãy giờ thì mình hái được mớ rau nè các bạn. Tối mình nấu mì ăn. Thôi bây giờ để mẹ đem qua mảnh mẹ nhờ bên năm sau cái nồi với lại cái bếp mẹ luộc con ngao hai cội này Trang ơi. Minh ơi, cho con nhờ cái nồi cô luộc mấy con ngao nha. Ủa? Mạnh nãy giờ đi bắt ốc mới vậy hả Mạnh? Dạ. Con có mấy con à? Chẳng lẽ con bắt thêm nữa mà tại trời sắp tối rồi bây giờ con sẽ đi chế biến. Tội con này bự quá à. Bự chán vô Mạnh. Quá, wow, cái này ốc bu mà ốc bu rừng sống lâu năm hay gì nè Trang ơi. Đúng rồi. Con này đâu có ngồi đâu. Con ra coi nè. Trời ơi, nè nè ốc bu nè. Chị bự dữ vậy. Chị Linh. Mình còn chưa thấy luôn á. Nói giờ mình chưa thấy luôn á. Không sao mà bắt được con ốc này là ngon lành luôn. Ủa hồi nãy á, tụi con có cho mực bên không sao ăn không? Dạ không. Không, vậy giờ ốc này chắc không có cho lại rồi. Thôi đi mượn cái nồi nha. Dạ con sợ đi, có gì xíu con đưa cái gì cho con ăn là được. Rồi, cô biết rồi. Mình năm sau mình từ từ luộc cua ăn á Vinh. Rồi, giờ cô đứa ngủ á. Ừ, nó đã. Rồi Trang đổi miếng nước luôn Trang. Dạ. Ngao này nãy ở nhà mình rửa rồi, bây giờ mình không rửa nữa nha các bạn. Cô lù lù lẹ đi, lát nữa cô nấu ốc nữa. Trời ơi, từ từ con ơi, cũng phải đợi nó chín chứ. Ủa cái bếp còn người của ai mà hai đứa cứ lấy hoài vậy? Làm như như ở nhà muốn làm gì thì làm nha. Thì cho chị mượn chút xíu, rồi chút thì trả phí cho. Rồi, ngao của cô chín rồi, bây giờ cô trả phí mấy ngao cho. Ủa, cô trả con hả? Đâu có, cô trả bên nội bên kia, cô mượn nội với bếp mượn. Cô con cô đâu mượn gì đâu, trả phí. Đúng đâu trả con. Cái ốc của Mạnh làm mát đảo quá ghê. Cái này đâu phải ốc chim đâu, cái này là nhà. Rồi, bây giờ để cô chắc nước rồi gắp ngao ra nha. Cô chịu nước lại lát nữa con gắp ốc. Gắp không? Khỏi đi. Xíu ốc chung với tôi nè, tôi có bia nè. Đúng là bạn hiền. Con thấy con ngao này bình thường mà sao cô gọi là ngao hai giò vậy cô? Thì con ngao này nè, nó có hai cái giò bởi vậy người ta gọi là ngao hai giò đó. Dạ, vậy. Bây giờ tới mình luộc cua thôi nha. Ờ quên nữa, Mạnh bỏ cọn vô. Ok liệu. Rồi bỏ vô. Trời ơi, giờ mình luộc cua anh chịu hả các bạn ơi? Ơ, con cua này mạnh tao quá hen. Tiếp theo mình cua bia. Trước khi hai con ngư vô ngồi á, thì ta sẽ với mình cho ngư uống bia trước khi chết. Rồi uống bia con. Uống cho đã ơi. Uống ngập mặt luôn. Rồi Mạnh, bớt đi Mạnh. Ok, con bự nè. Trời ơi, mấy anh nấu món lạ quá vậy. Em chỉ nghe cua hấp bia thôi, chưa nghe ốc hấp bia luôn á. Trời ơi, vậy mới lạ em. Thơm quá mấy đứa ơi. Ai mà cua bia hôi quá ta. Nhớ lạ, anh mình có bia à. Để coi. À, có bia, đang ăn với. Trời ơi. Chính mà em ơi, từ từ em ơi. Anh làm món lạ là ốc hấp bia luôn mà. Hồi nãy ốc không bắt nhiều không Mạnh? Nhiều mà tại trời tối nữa, với lại tôi không dám vô sâu nữa. Nên tôi về, chẳng lẽ tôi bắt nhiều lắm á. Trời ơi, bắt nhiều lắm hả? Trời, tôi mua trong rừng này trông nhẫn nhiều ốc thiệt chứ. Đúng rồi. Bây giờ mình ăn ngao Trang ơi. Dạ. Tôi mượn nồi cơm rồi, giờ có ăn mình có ấy được không? Quên, ăn bên ăn bên trả lời quên hả? Thôi giờ con thấy ai cũng có hay sẵn á, bây giờ mình hùng vốn đi con. Đó lấy à, không sao thấy được rồi đó. Để nhau đi Minh, lát có gì cô với Trang đăng ký bốn cái càng bự rồi. Bốn càng cô bự. Hả con, cô ăn bốn cái chuyện lấy gì con với Vinh ăn? Thì con nhượng con hết ăn này nè chịu không? Đây có hai rồi, mở khỏe nha. Ngọt nữa. Mặn nữa. Ngon á. Thịt thì nó dai ha. Chơi qua không kìa. Trời ơi, nó chín rồi các bạn ơi, để mình tắt bếp. Sao rồi muộn luôn rồi. Tắt bếp đi. Trời ơi. Rồi xong mình nấu hoa kẹn rớt xuống hết rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Wow, một con nữa nè. Đây là cái kẹn siêu to khổng lồ. Trời ơi, trời ơi, nó nóng. Wow.
Ủa sao hồi nãy em thấy cô á, nó sức kèn ra hết luôn rồi mà sao giờ nữa nó còn hả? Em không biết gì hết trơn á, cô này nó tái sinh nhưng mà nó tái sinh trong cái bụng mình á. Ủa sao cái bên đội ba sao này qua lớn địa bàn con rồi? Quên rồi, đổ luôn đi Trang ơi. Rồi lên. Ôi cái kè nó bự gần bằng cái tay mình luôn rồi các bạn ơi. Rồi đi Vinh. Ủa? Ông mẹ vậy? Ông mẹ chùa hai đội có mấy cái khoe vậy hả Minh? Đúng rồi con. Ôi mà kệ có đỡ không? Đúng rồi. Dù mấy sao cua này cũng mắc tiền hả mấy đứa. Đó, ngậm đỡ khoe đây nhìn năm sau ăn càng với mình. Vừa ngậm khoe vừa nhìn cái càng y như là mình ăn càng vậy á. Ừ. Chùa còn đây càng đi. Thôi rồi đó. Ăn còn bỏ thịt nữa Minh. Vừa vứt khỉnh nè. Nè anh đút cho em ăn nè. Dạ. Ngon quá. Ngon quá. Ai bạn cua nha. Rồi mà các bạn ăn càng khổng lồ nha. Wow, thịt khắp luôn. Ngon quá. Ngon không vậy anh Minh? Ngon ngon. Ăn thấy cái miệng gì biết rồi, khỏi hỏi Trang ơi. Đúng rồi. Ngon này đó. Anh em ăn vui vẻ nha. Bây giờ anh sẽ phân chia nè. 1, 2, 3 ba con ốc bự này của anh. Còn nhiều anh em tự chia nha. Trời ơi, cũng quề vốn nữa, ai cũng lựa bự hết trơn, biết nãy mình lựa mấy con cá bự ra cũng được. Con lấy cái kè, cái que của cô con móc lên. Trời ơi, ngon mùi bia quá, ngon mùi bia thiệt chứ. Ngon quá à. Hồi nãy mình ăn ốc đen hồi hết. Mà các bạn cùng ăn luôn nha. Ốc này ốc lòng ngọt quá em mới hứa. Cái chạy heo sao này rất là vui luôn các bạn ơi. Vui mà còn hút vậy nữa. Cái năm sau là lên vô, nếu mà không sao thì xuống chó các bạn ơi. Có ăn có hù mới hút vậy nha các bạn. Nếu mà năm sau á có món ngon ăn vật lạ ăn ngon lắm các bạn ơi. Còn không sao thì phải đi kiếm những cái món mà đồng quê ăn nha các bạn. Thôi video cắm trại không sao, 3 sao, 5 sao của team mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Bây giờ thì trời chuyển mưa rất là mù mịt luôn, mình nghĩ chắc mưa lớn tới. Chỉ là một phần ở đây rất là hoang sơ, không có người ở nên team mình có lẽ sẽ dọn về. Lương thực của mình thì còn rất là nhiều. Thôi mình về nha các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích hãy cho mình một like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video tương tự như thế này nữa nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Tạm biệt các bạn.